ba hai từ luôn đó. Để cho cái cơ hội mình trúng được cao, em sẽ ngồi hoài mệt lắm. Thôi chờ đáp án ba từ gửi hai từ. Đáp án ba từ gửi hai từ luôn ha. Rồi đây, hai từ đầu tiên là chân cầu. Suy nghĩ xem từ còn lại là quà. Ngày hôm nay trúng ngày mai, nhân viên giao hàng ngày mốt sẽ có một cặp đồng hồ long phụng mà đeo. Mọi người ơi, đồ long phụng nam long nữ đeo phụng nha. Bình thường thì em chỉ là em tặng một chiếc thôi, bây giờ tặng một cặp hết. Nhưng mà em nghĩ là long phụng là phải có đôi có cái nhau, không thể nào tách long tách phụng ra được. Cho nên là hôm nay chị nào may mắn lắm mới được chơi game và tặng một như thế này nha. Và shipper giao hàng chỉ cần là đợi điện thôi, không cần phải bỏ tiền ship ra nhận hàng. Em là tặng quà, vừa tặng free, vừa miễn phí mà vừa không tốn tiền ship để nhận, quá rẻ đúng không? Dễ dãi đi, chơi game ở những chỗ khác làm gì có chuyện này. Rồi, chân cầu lý, chân cầu mi, chân cầu gì ạ? Đáp án của mình là 3 từ. Hai từ đầu tiên là chân cầu. Chân gì không chạy được, hai từ đầu tiên là chân cầu. Suy nghĩ em từ còn lại là quà nha. Chân cầu vồng là sai, chân cầu lông là sai. Có bao nhiêu cái cầu thì kê ra hết cho em, chân cầu khỉ sao? Có bao nhiêu cầu các anh chị cứ kê ra hết cho em không giới hạn bình luận. Các comment nhiều cơ hội thưởng càng cao. Không lẽ giờ mình comment 10 cầu mà không trúng được cái đúng không? Trời đâu phải là cầu đâu. Cũng ít mà. Cầu vượt à? Rồi ok đúng rồi. Cầu khỉ, cầu ly, cầu tiêu là gì vậy? Trời đáp án của mình là chân cầu vượt nha. Đây em ghi mình là người thắng. Người thắng hôm nay trả lời rất là nhanh. Rồi nhân kiểm